Theo đó, đến cuối thế kỷ 21, nhiệt độ trung bình năm sẽ tăng từ 2 đến 3 độ C trên phần lớn diện tích cả nước. Riêng khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị có nhiệt độ trung bình tăng nhanh hơn so với các nơi khác. Còn lượng mưa năm sẽ tăng từ 2 đến 7%. Khu vực Tây Nguyên có mức tăng thấp nhất. Về nước biển dâng vào cuối thế kỷ 21, ở ven biển Việt Nam, mực nước biển dâng từ 57 đến 73cm. Khu vực Cà Mau và Kiên Giang có mực nước biển tăng cao hơn so với các khu vực khác. Đối với những cái tỉnh mà đã đề xuất các giải pháp ứng phó thì thông qua cái kịch bản mới này thì các tỉnh cũng rà soát lại những cái dự án, những cái chương trình mà có gắn với cái điều kiện chi tiết hơn ở kịch bản để chúng ta đề xuất những cái dự án nó thực sự cấp bách hơn. Kịch bản lần này cũng bổ sung tính toán và trình bày các bản đồ nguy cơ ngập cho khu vực đồng bằng sông Hồng và các tỉnh ven biển miền Trung. Đại chú ý, thông tin sông Hồng có thể mở rộng thành một cửa biển rộng từ 3 đến 4 km, ăn sâu vào đất liền trong 100 năm tới đưa ra, thu hút sự quan tâm của dư luận và các nhà khoa học. Chúng tôi thấy là nói Hà Nội mà đến năm 2100 mà ngập đến 2-3 mét ấy, thì cũng có thể có và cũng có thể không. Nếu mà dân mực nước biển dân ấy, thì chắc là không đến Hà Nội 2-3 mét đâu. Nhưng mà sụt lún Hà Nội là có mức độ bao nhiêu thì chúng tôi chưa biết, chúng tôi chưa có số chưa dám nói. Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường, việc triển khai xây dựng và thực hiện các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu cần được xác định mức độ ưu tiên dựa trên thực tế và nguồn lực. Dự kiến, Ủy ban Liên Chính phủ về biến đổi khí hậu sẽ công bố kịch bản biến đổi khí hậu toàn cầu và khu vực trong báo cáo đánh giá lần thứ 5 được đưa ra vào cuối năm 2014. Do đó, kịch bản về biến đổi khí hậu của Việt Nam sẽ được tiếp tục cập nhật vào năm 2015.